Aquinican Cadmi, ký hiệu NICD, sẽ chứa dung dịch kiềm kali, đó là kali hydroxit hòa với nước, cao H cộng H2O. Trong trạng thái nạp điện, điện cực dương là niken, hóa trị 3, oxit hydroxit, ký hiệu NOOH, điện cực âm là cadmi, CD. Khi phóng điện, ta có sự biến đổi thành nikon hydroxit, NiOH 2 lần, hoặc cadmi hydroxit, CdOH 2 lần. Chất điện phân sẽ không tham gia vào quá trình phản ứng. Tỷ trọng của dung dịch điện phân giữ nguyên là 1,19 kg. Trong trường hợp nạp điện quá mức, oxy sẽ hình thành ở anode, nhưng chúng được cathode thu nhận. Ta có một chu trình tuần hoàn oxy bên trong tạo khả năng thiết kế acquy kín khí và an toàn. Để đề phòng trường hợp không chú ý đến các điều kiện vận hành có thể gây nổ acquy, người ta thường thiết kế một van an toàn. Do mỗi đơn vị acquy NICD chỉ có đáp thiết kế nhỏ hơn 1,2V với cùng dung lượng điện so với acquy chì, cho nên kích thước của chúng lớn hơn. Ngược lại với axit sulfuric, chất kiềm kali không ăn mòn hầu hết các kim loại nên vỏ acquy NICD có thể bằng thép hay nhựa. Acquy NICD sẽ kín khí như hình và có cùng kích thước như các loại pin, cho nên nó có thể thay thế pin. Acquy NICD kín khí được chế tạo dưới dạng acquy nút áo. Một nhược điểm lớn của acquy NICD là hiệu ứng nhớ (memory effect) làm cho acquy trở nên vô dụng trong trường hợp nó được nạp điện khi chưa hoàn toàn phóng hết điện.